up những cái câu như là làm thế nào để mình mặc vừa nổi bật này, vừa quyến rũ nhưng mà vẫn phải kín đáo. Thì ngày hôm nay Phương sẽ cho mọi người một câu trả lời, đó chính là mẫu váy này đến từ Melia. Phương nghĩ là rất là phù hợp với nhu cầu đó của các chị em luôn ấy. Mẫu váy này thì màu của nó là màu đỏ đô, một cái màu mà cực kỳ tôn da của các chị em. Ngoài ra thì điểm nhấn của nó mọi người có thể thấy là một bông hoa ở phía đằng trước, bông hoa hồng được gấp theo thiết kế origami, tức là một cái kiểu gấp cực kỳ tinh tế và nó có cái sự tinh xảo ở trong từng cái thiết kế của mẫu váy này. Ngoài ra thì mọi người có thể thấy là cái chất liệu làm nên cái mẫu váy này là chất liệu blend cao cấp. Nó có độ co giãn này, nó có độ mịn này, nên là khi mà mình bước đi hay di chuyển thì cũng cảm giác rất là thoải mái. Điểm nhấn của mẫu váy này còn là cái phần tay bồng cực kỳ tinh tế, đính những cái cúc ngọc để tạo cảm giác là nhìn bồng bềnh hơn, nhìn nữ quyền hơn, nhìn sang trọng hơn rất là nhiều. Và cái phần cổ vuông này cũng là một cái điểm nhấn hay ho vì nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn vừa quyến rũ, vừa có một cái gì đấy hơi hở hở một chút ở phần cổ để khoe được cái phần xương quai xanh nhưng mà vẫn rất là kín đáo. Mẫu váy này thì mọi người có thể thấy là cái dáng của nó là dáng ôm Gucci. Đó, sẽ khoe trọn các đường cong của cơ thể luôn. Nếu mọi người mà thích mẫu váy này thì có thể đến cơ sở gần nhất tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hải Phòng. Ngoài ra thì có thể đặt online, mọi người sẽ được free ship và được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng cả nhà nhé.